Hello, hello, xin chào mọi người, xin chào mọi người. Và một lần hôm nay gia đình Khang và gia đình sẽ đi đâu? Cho quý khán giả sẽ xem clip. Ok, trên đại lộ Bosa. Hello, hello, xin chào mọi người. Và một lần nữa cảm ơn mọi người, quý khán giả đã trở lại cho đài truyền hình Nếu Đô Sài Gòn TV trong chương trình Con Đường Đến Thành Công Success. Và quý khán giả cũng mới vừa xem hôm nay Khang và cùng gia đình mùa hè thì mình làm gì. Thì bây giờ mình đang đạp xe đạp dưới những đứa con ở trên đại lộ Bosa. Nếu mà khán giả nào cũng ở Bosa thì biết rồi. Đặc biệt hôm nay mình đạp xe đạp, mỗi xe đạp đều có một em nhỏ hết. Và đặc biệt cái nếu mà khán giả nào mà chưa có không đạp xe đạp thì nói chung là đã cũng quen rồi. Nhiều người hello, thank you đạp xe đạp thì cũng không phải là xa lạ cho những người sống trong cộng đồng Nếu Đô Sài Gòn của mình. Nhưng mà đặc biệt đạp xe đạp mà có con nít thì nó phải theo một vài cái luật, là mình phải sắm theo những cái ghế trên Amazon hay là mình trên mạng đó mình tìm. Và đặc biệt những em nhỏ nào mà từ 16 tuổi trở xuống thì phải có cái mũ helmet, mũ an toàn. Người nào trên 16 tuổi thì không có cần. Và mình xe đạp thì mình vẫn là đi theo cái lực của xe thôi, chạy đúng hướng. Nhưng mà mình sẽ chạy theo cái hướng bên tay phải của mình. Và hôm nay gia đình Khang và gia đình sẽ đi đâu? Cho quý khán giả sẽ xem clip. Ok, trên đại lộ Bosa. Alright, hey GoPro, turn off. Cho quý khán giả đó mà sống không phải trong cộng đồng Lưu Đô Sài Gòn thì cái này là kế bên Phúc Lộc Thọ. Và mình sẽ đạp xe đạp vào bên Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ. Nè nè, thế đi Phúc Lộc Thọ hả? Và Phúc Lộc Thọ nổi tiếng cho mùa hè thì mình có Night Market. Và cái này là gần cuối mùa hè nữa. Thì hôm nay nhiều thì mình thấy nhiều đài, thấy nhiều YouTuber cũng đã show về Phúc Lộc Thọ Night Market. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì gia đình Khang và Khang cho khán giả đi xem Phúc Lộc Thọ bằng xe đạp. Và mình sẽ tìm hiểu thêm một vài món ăn vào cái mùa cuối cùng của hè.
mà mấy giờ vậy? Mọi người đã đứng chờ. Like Black Friday. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Meanwhile, khán giả thì một lần nữa cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Passport to Success. Ok, vì Night Market chưa mở cửa thì mình sẽ vào Phúc Lộc Thọ. Thì một lần nữa, hôm nay mình đi Night Market mà không phải lái xe mà mình đi theo xe đạp. Xe đạp Night Market, cho nên mình sẽ theo các khán giả nào mà ít khi tới Phúc Lộc Thọ. Little Saigon. Meanwhile, khi mỗi lần mà Thang và cả nhà đi Phú Lộc Thọ mà không phải Night Market thì number one chỗ nguồn khách là uống order nước mía. Nước mía. Large one used to be $5, now it's $8. Everything go up. Hồi xưa chỉ có mấy đồng thôi. Yeah, order we pay for them. I feel such tourist. Yes. Thì nói chung người nào mà đi Phú Lộc Thọ cũng đã biết thì chỗ này mua đồ chơi cho các em. Nhưng mà đặc biệt hôm nay mình tới là mình đi Night Market. Okay. Opening night. Okay. Phú Lộc Thọ thì đã đi nhiều lần rồi. Bây giờ mình sẽ ra chuẩn bị đứng trên hàng chờ Night Market. I think it's open already. They took the rail out already. Yeah, Night Market is open, guys. Run. Cuối mùa hè rồi, Night Market ở Phú Lộc Thọ lúc nào cũng mở cửa lúc đầu mùa hè và sau cuối mùa hè là cỡ tháng 9, đầu tháng 9 là sẽ đóng cửa đến cái mùa khác. Và hôm nay mình có anh ông nào? Thường thường mình mà typically mình tới đây là không phải đồ ăn thịt nướng, nhưng mà cái đồ ăn mà what do we get you today? Chuối, mực nướng. Chuối nướng. Những cái gì mà ít khi mà tìm được như quan trọng nhiều tuần. Và khác biệt như mọi năm khác là bắt đầu mình có đồ chơi. Right? This is new, right? Mình có hoa nữa, cái cây hoa, cây cảnh. Cũng như là combination of Night Market và Tết. Thường thường nếu mà người nào ở Lưu Sài Gòn thì cũng biết về đây mùa Tết cũng là chợ hoa. Ở hoa thì bây giờ mình cũng có những cái booth bán về cây cối hoa. Nhưng mà đặc biệt mình tới mình mua đồ ăn đi nè. Rồi, she run around. Khi mà đi cùng con lít thì chạy bố lưu xuống hết. Cái này là xôi ống giá dương nước dừa. Hai phần xôi, hơn một phần xôi chứ. Và thêm hàng hoa, phần đồ chơi.